cảm ơn quý vị đã có mặt buổi chiều hôm nay để ủng hộ tinh thần cho Ngân Bình. Dạ thưa Ngân Bình thì không biết nói gì nhiều hết, chỉ xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị quan khách đã tham dự hôm nay. Dạ thưa, cảm ơn anh Tư vấn, nhà văn Tư vấn Đinh Yên Thảo đã giúp cho Ngân Bình phần giới thiệu tác phẩm và tác giả ngày hôm nay. Chị Thi Lan là sứ ngôn viên của Đài Phát Thanh. Chị sẽ diễn đọc một trích đoạn để chúng ta thưởng thức cái giọng đọc rất là độc đáo của chị. Và xin cảm ơn anh Thái Quá Lộc, nhà văn Thảo Nguyên và đặc biệt là người bạn văn rất thân thương của Ngân Bình là Nguyễn Thị Thanh Dương. Ngân Bình và Thanh Dương cùng viết cho Báo Trẻ, cùng cộng tác với Báo Trẻ. Cảm ơn chú thi sĩ nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp và trong gia đình Báo Trẻ là anh Bảo Huân và Kim Liên có mặt ngày hôm nay. Và cảm ơn Ý Mi là đài VAE Time và đài truyền hình Sài Gòn TV và gia đình Hội Gia Long, các chị trong Hội Gia Long và các anh trong gia đình Chiến tranh Chính trị. Dạ thưa em, bác nhà thơ Lê Quang Sinh là Hội Thơ Tài Tử. Dạ cảm ơn bác đã có mặt ngày hôm nay. Và đặc biệt là em Đăng và Vân đã giúp cho phần văn nghệ của buổi chiều hôm nay. Và đặc biệt là Hội Gia Long thì có giáo sư Đỗ Ngọc Tuyết là... Dạ. Cô Tuyết là đã dạy cho Ngân Bình môn toán từ năm lớp 6 ở trường Gia Long. Dạ, cảm ơn thầy Thao, sức khỏe không tốt nhưng mà vẫn cố gắng tới đây để tham dự. Dạ thưa, xin chân thành cảm tạ. Chắc có lẽ là quý vị cũng rất là chờ đợi lâu rồi để mà chúng ta vào cái buổi ra mắt sách ngày hôm nay, nên cho phép Duy Khang xin ngắn gọn mời nhà báo Đinh Yên Thảo, người đã phụ trách một kiến thức trên Báo Trẻ. Ở đây Duy Khang nghĩ là ai cũng xem Báo Trẻ đúng không ạ? Những cái thông tin trên Báo Trẻ cũng rất là hữu ích cho chúng ta, đặc biệt là cuộc sống ở Hoa Kỳ này. Nên một lần nữa mời nhà báo Đinh Yên Thảo ạ. Cảm ơn Duy Khang. Xin chào tất cả quý quan khách. Tự nhiên đến đây thì tôi cũng cảm thấy rằng rất là hồi hộp giống như chị Ngân Bình. Trong như cánh lá mong manh của chị là 33 chuyện ngắn. Khi về nhà quý vị đọc như là những ta vẫn lạc nhau hay là gửi chút niềm riêng, chúng ta sẽ gặp những hoàn cảnh như cánh mùa trong 33 gia đình. Tác phẩm của chị Ngân Bình nếu xét về mặt xã hội, về mặt cộng đồng như vậy, tôi nghĩ là sự thành công. Thành công bởi vì đem lại cho chúng ta cảm xúc, đem lại cho chúng ta suy nghĩ và đem lại cho chúng ta những giá trị đẹp để giúp cho đời sống, tình yêu, gia đình được thăng hoa. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Nhiều lúc đang ngồi tự dưng chị bật khóc. Chị không nhớ hết những gì đang lẩn quẩn trong cái đầu nặng như bộ. Nhưng rõ ràng tinh thần chị rất suy sụp khi nghĩ đến căn bệnh bất trị của mình. Những lúc ấy, anh luôn là người vực chị dậy. Ngoài những chăm sóc cho chị từng ly từng tí trong vấn đề ăn uống thuốc men,
anh còn tự nguyện làm nhiều việc giúp đỡ người khác, bất kể giờ giấc nặng nhọc để dâng lời cầu nguyện cho chị. Có lúc nằm trên sofa, chị thấy anh tất bật nấu nướng, rồi ra sân sau đứng dậy sửa cái này cái kia mà quên mất nồi cá kho. Cho đến khi nghe mùi cháy khét, anh chạy vào, bứt tóc bứt tai lẩm bẩm thiên tình một chập, rồi quay lại cười khì với chị: anh nấu món khác nha. Nước mắt chị ứa ra, nước mắt không phải nói rõ ràng. Khi đọc lên mình, đừng mơ ước cao xa, đừng nhìn từ ở đâu xa hết, hãy nhìn những gì cuộc sống xung quanh mình, những sự đối xử của mình với vợ mình, với chồng mình, với con mình, với bạn bè, với những người xung quanh. Đó là bài học lớn nhất từ cuộc sống, và những trang sách của Đức Bình đã đem đến cho chúng ta được những điều đó. Cuối cùng, tôi phải đồng ý với chị Ngân Bình, sự ấm áp đến với cuộc đời này không phải là khi người ta lạnh, người ta so hai bàn tay vào nhau, không phải, mà là khi bàn tay này nắm lấy bàn tay kia để cùng nhau đi đến cuối cùng. Xin cảm ơn quý vị. Thật sự nếu mà nói là chia sẻ niềm vui của bạn chỉ là một phần, nhà muốn thật sự là chia sẻ cái niềm hạnh phúc đến với tất cả mọi người thích đọc sách, nhất là những cái quyển truyện mà gửi chút niềm riêng, có những cái mà mình không có chia sẻ được với ai và mình đọc thì mình thấy nó gần gũi với mình. Thì đó là một điều mà tôi thấy là ở hải ngoại chúng ta còn thiếu rất nhiều những nhà văn nữ như vậy. Đó là niềm hạnh diện của mình cũng đàn bà, con gái, có người biết bạn hay như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Cảm ơn Duy Khang. Kính thưa quý vị, Duy Khang đã được may mắn gặp cô Ngân Bình và đã đọc những cái câu chuyện của cô trên làn sóng radio vào năm 2013. Đó là cái tập truyện thứ hai, Ta Vẫn Lạc Nhau. Thì những cái câu chuyện rất là cảm động thưa quý vị, rất là gần gũi với cuộc sống thực tế tại Hoa Kỳ. Thì hy vọng là khi mà quyển sách này hôm nay đã được phát hành rồi, thì mong quý vị cũng sẽ có trên tay mình một cái quyển sách để mà đọc, để mà suy ngẫm. Coi như đây là một cái món quà mà bên phía là coi như về văn hóa nghệ thuật đem lại cho cuộc sống của mình, đúng không ạ? Dạ, dạ đúng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cô Ngân Bình. Dạ, cảm ơn Duy Khang và cảm ơn đài Sài Gòn TV. Dạ. Phong phải trở về đơn vị ngay ngày hôm sau. Nét đau khổ trên khuôn mặt bơ phờ của Phong đã làm Nhã Hương xốn xang không thích. Nhưng những tấm ảnh tình tứ nơi căn nhà bé nhỏ đó như mũi dao nhọn xoáy vào tim của Nhã Hương. Biết bao đêm nơi căn phòng quạnh quẽ trống vắng này, có người vợ trẻ mang tên Nhã Hương ôm gối thao thức nhớ thương chồng, thì cũng vào giờ đó có người đàn bà khác đang ngất nghi hạnh phúc bên cạnh chồng mình. Trời ơi trời, chỉ chừng đó suy nghĩ thôi, chỉ chừng đó hình dung cô đủ lầm nát lòng Nhã Hương, và cũng đủ để Hương nghĩ đến hai chữ ly. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt bước chân trượt ngã, đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Bởi vì còn nỗi đau nào cho người vợ hơn nỗi đau bị chồng phản bội, nhất là trong lúc mình đặt tất cả lòng tin vào người chồng hết dạ yêu thương. Đối với Nhã Hương, trong tình yêu không có sự chia sẻ, một là có nó với sự thủy chung như nhất, hay là bất nói vĩnh viễn để trái tim đau chỉ một lần sướt máu. Đời lênh đênh sóng vỗ, buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ, cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã... Câu hỏi quá đắng cay và gai góc của người vợ xưa nay dũng rất hiền lành và đoan chính. Phong biết lần này chính anh đã đào mồ để chôn mái ấm gia đình mà anh thật lòng trân quý. Trong đêm buồn để lại bao hối tiếc, ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn.
hình ảnh phóng sự cộng đồng, những cái sinh hoạt của cộng đồng chúng ta ngày hôm nay liên quan đến văn hóa nghệ thuật, đó là buổi ra mắt sách của nhà văn Ngân Bình. Quyển sách có tên là Như Cánh Lá Mong Manh. Thưa quý vị, đây là quyển sách thứ 3 của cô, có 33 câu chuyện viết về những cái mảnh đời khác nhau và rất gần gũi. Ngày hôm nay đến đây thì có rất là nhiều những người bạn bè cũng như là những độc giả yêu thích sách của cô, những cái bài, những cái câu chuyện mà cô đã viết trên báo Ca Dao cũng như là những cái câu chuyện mà cô đã viết trong 3 cuốn sách vừa qua. Như Khang và anh Hùng Võ tường trình từ thành phố Garland. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình khác của Sài Gòn TV.